Rồi quý vị thấy là con bò không? Khi con bò mà nó biết nó đưa nó lên chiếc xe rồi đó là nước mắt nó ròng ròng xuống rồi đó quý vị. Con bò mà nó còn biết như vậy đó, nó là con vật, nó không có đầy đủ căn như mình, nhưng mà nó biết nó sẽ sắp chết. Rồi quý vị thấy những con heo á, mà nhốt trong chuồng mà vẽ số đó quý vị, vẽ những cái số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 đó, rồi nó biết rồi đó. Tới nó rồi đó, là nó cũng hiểu luôn rồi đó quý vị, là nó biết là nó sẽ sắp chết rồi đó. Rồi quý vị thấy đó, con gà cũng vậy, khi mà người chủ mà nuôi nó rồi á, là khi mà cột hai cái giò nó lại đó, mà bắt đầu á, thường thường ở nhà tối bữa nào cũng 4 5 giờ gái ỏ, nhưng mà bữa đó đêm đó bị bắt đem ra ngoài chợ để nằm vậy đó, nó có gái nổi không quý vị? Đâu gái nổi, nó biết nó chết rồi. Những con vật này mà nó còn biết cái gì, thú vật biết tu hành náo nức, còn người sao chẳng rứt hồng trần. Chúng ta là con người có 6 căn đầy đủ, tức là hiểu biết hết, mà mình thấy bệnh đau chết này nè, chúng ta cần nên phải giác ngộ tu đi quý vị ơi, không còn đợi gì nữa được, chần chờ e trễ kỳ thi nghe quý vị. Muôn thu thiên định khắc kỳ, hạ nguyên sắc lệnh khai kỳ long qua. Cái lần này là lần được ăn xá xả tội, mà chúng ta không chịu tu là phải uổng không quý vị. Xưa nay là không có mấy khi dương trần có Phật, vậy thì Nam xuống mô đây. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, và lễ kính Đức Phật, Đức Thầy, và kính thưa chư quý vị. Thì được biết hôm nay chúng ta cũng có nhân duyên lành để hội ngộ cùng quý vị, chia sẻ qua cái giáo lý siêu thượng của Đức Phật, Đức Thầy. Và hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ về cái đề tài là những cái sự khổ, đau, bệnh, chết. Như vậy thì hôm nay chúng ta gặp gỡ để nhắc nhở lại cho chúng ta ráng cố gắng tiến trên con đường tu hành. Vì Ngài cho biết là Chiều rồi lại đói mời dương trần sắp dương bình trời, từ đây khuyên trần sớm liệu bắt phai chảo vào đỡ ngà tháng ngày cho qua. Nhân cùng bồn đảo gần xa tu hành trì chí mới là liệu mai gì. Thì hôm nay cũng được mai duyên lành, chúng ta nghe được cái giáo pháp của Đức Phật, Đức Thầy, và Ngài cũng cho biết là hiện bây giờ đó quý vị, những cái chứng bệnh mà coi như không thể nào tả được, vì Ngài cho biết đó là trước khi là hồi mà khoảng là năm là 2019 tới nay đó quý vị, thì quý vị thấy những cái chứng bệnh đau coi như là không thể nào tả được. Bây giờ mình thấy trước mắt chúng ta là gì, là qua cái giai đoạn mà Covid rồi, bây giờ là nó biến chứng lại nữa. Quý vị thấy là cái lời Đức Phật, Đức Thầy ngày ngày cho là biết đó, là hiện bây giờ đó quý vị, là cái chứng bệnh này là gì đây? Vì Ngài cho biết nè, là cảnh thế tạo càng ngày thỏn mỏn, giống vi trùng thường đục phổi tim, đến cơn đau phương thuốc phải tìm, gặp biến thước qua đà lai thế. Vậy thì hôm nay chúng ta hiểu được cái giáo lý của Đức Phật, Đức Thầy, thì Ngài đã cho biết là hiện bây giờ đó là quý vị thấy là những cái cảnh mà ở là vùng ngoài đó quý vị, là coi như là nó bệnh ra biến thể không thể nào tả được. Rồi có người thì bệnh coi như là những mà cái đứa trẻ đó nó bệnh mà không thể nào tả, mà là ông ba ông cho biết trước luôn là cái cảnh khổ là tai họa trời xuống chốn lăng xăng, nạn nước lửa, nạn phần ôn dịch, rồi nạn trái ban thương phần con nít, nạn chìm ghe lão ấu bất tồn, rồi nạn hổ lang ác thú hết hồn, mà nạn giặc giả chạy đường cống cặn.
té ngã lăn chân thẳng chân dùng. Phật ngày xưa dạy bảo người tùng, quý vị thấy cái cảnh khổ hiện bây giờ đó, là nói về những cái đứa trẻ nó rất là nguy cơ về cái chứng bệnh này, nó ngộ gì đó quý vị. Bởi vì đây là lời Phật đã cho biết trước, Ngài đã tiên tri cho biết là năm 1939 tới nay, Ngài cho biết nè, số tội thì vô số kể, còn làm nhân thì quá ít ôi, hội công đồng xem xét hẳn hồi, sai chư tướng xuống răng chẳng thế, đau nhiều chứng dĩ kỳ khó kể, sắp từ nay lao khổ đến cùng, kẻ dương gian khó nổi thung dung, người bảo ác không toàn tánh mang, đường đạo lý trở nên chán nản, hai bền lòng tìm Phật trong tâm. Như vậy thì chúng ta thấy cái cảnh khổ của cái bệnh trời này đó quý vị, mà hiện bây giờ đó là nó thay đổi, mà hồi trước tới giờ đó chúng ta thờ ơ lắm. Qua một chặng bệnh dịch rồi, chúng ta nghĩ là nó sẽ qua rồi. Quý vị ơi, đừng tin rằng là cái bệnh này nó sẽ qua đâu. Quý vị biết đó, đây là cái chuyện tai họa chờ xuống chốn lăng xăng. Có nghĩa là hiện bây giờ đó, là nó đi đến hoài. Vì Ngài cho biết năm 1939 đó, là Đức Thầy chúng ta cho biết là cả kêu dân chúng hỡi ơi, sao không thức tỉnh, giết đời gần bên, nó kế bên rồi quý vị. Khổ đà đi đến như tên, ráng lo tu niệm tìm nền vinh hoa. Cái lần này là lần thốt chằn nghe quý vị. Không tu là không còn lần nào nữa mà tu. Quý vị thấy cái bệnh này là cái bệnh gì? Quý vị á, là tất cả mọi người đều nhìn thấy, thấy trước mắt chúng ta luôn. Trong cái hồi mà khoảng bệnh mà chỉ định 16 đó quý vị, là tôi cũng có thường nói đó, là cái người mà ăn chay đó nó có thể vững vàng nha quý vị. Tôi nói đây thực tế, thì có một cái đồng đạo cũng ở chung, nhưng mà đồng đạo này cũng mới giác ngộ tu, nhưng mà cũng có trải qua là mất cái khẩu vị, tức là cái thính giác. Nhưng mà trải qua rồi, mình thấy là cái bệnh này là nhờ cái gì quý vị? Nhờ cái sự ăn chay. Mà những cái con này đó, là cái con này nó độc hại hơn nữa, là kỳ này nó ra tới 4 con nè nghe quý vị. Con gì mà tiếng Anh nha, như là Dena, rồi Anta, rồi nói chung ra là tiếng Anh nó có hiện ra 4 cái con này. Như vậy thì quý vị thấy là hiện bây giờ đó là nó biểu hiện cho mình thấy, để chi? Để chúng ta phải có cái sự nhận thức được cái sự mà thông minh của mình. Mình đã thấy cái cảnh nó đã diễn biến, coi như là mình không được an tâm mà để mà lo là làm ăn. Rồi bây giờ là mình cứ lo làm ăn, rồi mình phải lo tu hiền nữa quý vị. Bây giờ là hiện bây giờ không phải là mình nói ở đây đó, thì nó đụng chạm lắm. Nhưng mà mình phải gắng cố gắng quý vị. Đụng chạm là gì? Vì là ta khuyên tu, dân cứ mãi ngờ, sợ gạt chúng kiếm xu kiếm cắt. Quý vị thấy hiện bây giờ là chúng ta thấy những cái bệnh này là bệnh gì đấy? Và xin thưa với quý vị, đây là Đức Thầy chúng ta cho biết cái bệnh trời nha quý vị. Trước chỉ định 16 đó, là quý vị là không có ra được khỏi đường, khỏi nhà luôn nữa, mà còn bị rào lại nữa. Mà hôm nay cho quý vị đi ra thôi, thoải mái đó. Nhưng mà quý vị ơi, hiện bây giờ á, là những cái chỗ mà bệnh này đó, người ta cũng ngăn ngừa rồi nha. Tức là chỗ nào bị nhiễm là cũng ngăn ngừa lại à, không cho đi lọt ra ngoài đó nha. Cho nên nó giống như tương tựa như là chỉ định 16, nhưng mà kỳ này nó sẽ nặng hơn nha quý vị. Vì cái bệnh này là nó vô tim phổi. Hồi trước thì nó vô phổi, sau nó vô là tới tim, rồi bây giờ nó vô tới gan. Rồi mà khi mà tới chừng đó đó,
tiếp nữa là nó vô tới thận nữa rồi tiêu chứ không còn gì nữa chứ gì quý vị ơi. Cho nên á, chúng ta phải làm sao ráng cố gắng muốn khỏi cái bệnh này thì quý vị mình phải tin sâu vô cái chỗ mà lời Phật đã nói. Tại sao Phật lại dạy mình ăn chay? Là ăn chay để mình thứ nhất có tỏ dạ từ bi, không đành sát vật, nuôi thì khẩu ta. Tai nghe chúng khóc kêu la, nỡ nào cắt cổ lột da cho đành. Bây giờ chúng ta thấy như vậy, đó là cái phần về cái lòng từ bi. Nhưng cái phần hai nữa, quý vị nên nhớ rằng cái bệnh này đó, chúng ta nên cần phải ăn những cái sự rau quả là tương dưa, giữ phận cho tròn. Cuối năm Thân Dậu mất còn sẽ phân. Bây giờ mình tuy nghèo nghe quý vị, dùng đỡ cháo rau đi, bền lòng niệm Phật thì ngày sau thánh nhàn. Có nhiều khi á, mình còn nghi ngờ lắm. Mình thấy cái bệnh lúc mà hồi chỉ định 16 đó, tôi cũng có cái người bạn, mấy người bạn ở là Bình Dương và cũng có một số ở thành phố. Hồi trước tôi cũng từng chạy ra ngoài là thành phố là tôi làm ở ngoài đó. Nhưng mà là người bạn đó nói thôi chuyến này tôi về chắc tôi tu luôn quá. Nhưng mà nghe nói bắt đầu cái chỉ định 16 lúc đó không cho đi, bị gì nhốt trong mỗi cái phòng trọ hết trơn, đâu ai đi ra được. Rồi là qua cái chỉ định 16 mới có nhấp nhó thò thả ra cái đi làm. Đi làm cái nói thôi để làm kiếm một chút đỉnh tiền hả về tu. Quý vị ơi, tu đâu có tốn tiền xu mà sao thoát khỏi ao tù thế gian. Mình tu là tu, còn làm là làm. Mà tại vì quý vị cứ nghĩ rằng là nếu chúng ta tu lấy gì sống. Bây giờ quý vị vẫn tu, vẫn làm. Hằng ngày sớm với chiều gắn chí nguyện cầu thì sẽ được tòa chương giữa kế. Mà Đức Phật Ngài cho biết á, khi mà chúng ta ăn chay, niệm Phật, cúng lại, làm lành đi, rồi chúng ta mới thấy được cái màu nhiệm này. Mà cái màu nhiệm này không thể nào tả bằng lời. Sự nhiệm màu quyền bí tuyệt vời. Ngoài người tỏ ngộ thì khó thấu à. Cho nên á, là chim khôn lựa cái lành mà đậu, mà người khôn tìm chánh đạo mà thờ. Đừng học theo những thứ bá dơ mới có thể gặp cơ tỏ ngộ, bị gì đời mạt pháp này nè. Quỷ ma rầm rộ mà tìm Phật tiên đâu có phải dễ dàng đâu. Người muốn tu thì phải kiên gan mới có thể lọc thao vàng cho kỹ. Tìm cho được thật chân đạo lý thì ngày kia mới phỉ lòng mình. Mà hôm nay chúng ta còn thờ ơ gì nữa quý vị. Cái việc biến chuyển này nghe nói cho quý vị nghe là Đức Phật, Đức Thầy chúng ta cho biết luôn. Là tâm can tỳ phế thận đau hoài. Nó đau hoài luôn nghe quý vị. Đó. Vì bác ái nên thân cuồng sĩ phải chịu điều khổ hạnh sâu xa. Vì thương sanh chúng ngài mới lưng chuyển kiếp ở đây để nhắc nhở, để kêu gọi lên. Là tất cả mọi người phải gắng cố gắng giác ngộ, lo tu hành, ăn chay, niệm Phật và làm lành. Mà mình còn thờ ơ. Mình tưởng đâu là qua cái bệnh dịch này rồi là mình sống thông thả lo làm rồi. Quý vị thấy hiện giờ nó chưa tới đâu. Đang hưởng cái phước nghe. Đang hưởng phước thừa của Phật. Nhưng quý vị biết rằng khi mà nó hết phước rồi đó, thì chốn âm ti ngu đầu mã diện, đang trong ngày tới số bắt hồn. Cõi âm thần bệnh sói dịch nôn, chờ mãn phước ra tay bẻ hồng. Như vậy thì quý vị thấy khi mà hết phước rồi thì chỉ có con đường là rớt ở dưới địa ngục ở dưới đó quý vị. Hiện bây giờ chúng ta đang sống ở cõi ta bà này nè. Mình tưởng gì là sung sướng lắm. Mình thử thờ đi. Cái thân chúng ta mà bệnh chút xíu thôi là mình rên la rồi đó quý vị. Nhưng mà tại vì bây giờ chúng ta đang còn thấy cường tráng nè, còn mạnh khỏe nè, thành thử ra chúng ta thờ ơ lắm. Nhưng mà nói cho quý vị biết, sẵn dịp này hôm nay Đức Thầy chúng ta đã tỏ cho mình biết hết rồi. Vì Ngài cho biết là tỏ tình đời, ít câu cung thỉnh,
mong khán quan vào cua cửa xem tuồng, có cùng cây điệu thú gì muôn nhân với giặc quần lai bổn tánh. Đó mới biết ai là Phật thánh, ai thảo hiền, ai lỗi đạo nhà. Đồng hát câu phụ tử khải ca, ước chăm họ nhà nhà thành thơi. Bồ đào rủ thánh cha tiên, muôn năm công lạc chúa hiền tội chung. Bây giờ hôm nay chúng ta gắng cố gắng để tu đi, sau này được hưởng. Vì Ngài đã giới thiệu cho mình biết là Long Hoa Tiên Phật Đáo Ta Bà, lừa lọc con lành, diệt quỷ ma. Nếu mãi mê mang mùi tục lỵ thì linh hồn chìm đắm chốn nơi hà. Ngài đã nói trước cái cảnh khổ nó gì đó quý vị. Mà nội hôm nay chúng ta thấy cái bệnh đau gì là chúng ta hồi lúc mà chỉ định 16 là rõ ràng là chúng ta muốn ai cũng có cái sự giác ngộ tu hết đó. Nhưng mà khi nó qua rồi quý vị ơi, coi thường lắm. Tôi nói thiệt với quý vị nha, chính bản thân tôi á, là nếu mà không hôm nay đó, mà không nhờ cái giáo lý của Đức Thầy thì rồi tôi cũng bị đời cuốn đi xuôi một nước rồi quý vị. Nghe được cái giáo lý Đức Thầy là thức tỉnh liền quý vị ơi. Vì Ngài cho biết là cái cảnh đau này nhiều lắm, lớp đau chết kể thâu vô số, thêm tạp ma yêu quái chặt đường, rồi trốn hồng trần nhiều nỗi thảm thương. Làm sao cứu những người hung ác? Rồi á, là cho quý vị biết trước là cái cảnh Phật đã nói trước rồi, khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu. Rồi nè, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiều nay tận diệt, lập đời trở lại khắp nơi thứ biến di thương hải, dùng phép màu lập lại thượng nguyên. Như vậy thì thầy đã cho biết đó là bắt đầu sẽ dự hội lập hội lợi, bắt đầu dùng phép màu để lập lại thượng nguyên nghe quý vị. Vì Ngài đã cho biết nè là bổn đạo ơi, thức dậy tầm đạo tranh của khùng, đằng sau xem liệt quắc tranh hùng, được sinh sống nhờ ơn chính bề, qua phép là biết bao mà kể chính từng mây nhạc chói tiêu thiều, kẻ tà gian sao bị lửa thiêu, người tu niệm sống đời thương cổ. Như vậy thì chúng ta phải gán nghe quý vị. Lần này là lần thoát trần rồi, không có còn lần nào nữa quý vị ơi. Vì Ngài cho biết là kỳ xả tội nay còn một lúc, sao chẳng tu đặng có hưởng nhờ. Gặp giảng kinh trần cứ làm ngơ, trồng bông kiển thì giống chi hưởng nấy nghe quý vị. Cho nên hôm nay chúng ta thấy cái cảnh khổ đau này nè nội, mà quý vị thấy bây giờ thôi, không nói xa giờ nữa, hồi qua cái chỉ định 16 rồi, bây giờ chúng ta thấy cái hiện bây giờ đó là những cái bệnh này đó là nó ăn vô tới gan mình. Những đứa bé đứa trẻ nó bệnh nó dễ nguy hiểm lắm nghe quý vị. Còn mà cái người lớn đó là thôi đưa vô gan bầm tím rồi còn gì của, còn đâu nữa mà sống, phải không? Cho nên chúng ta phải gắng ăn chay đựng mình lọc ra, mình có thể chống được cái con coi gọi là con nó làm biến chủng này quý vị. Nó cho nên hôm nay chúng ta tin sâu vô đi, vì thầy là một vị Phật, Ngài ở trên Ngài nhìn thấy hết rồi. Tại sao Ngài biết ở đây, cho quý vị chứng minh cho quý vị thấy là ở đây tại sao là một cái gọi là trung ương quý vị. Vì Ngài là một vị Phật, Ngài mới nhìn thấy ở đây nước Việt Nam này nè là một cái cõi trung ương đang nằm ở giữa, tức là quả địa cầu. Ngài biết trước là ở đây là nước Việt Nam nhằm cõi trung ương. Nó như vậy thì quý vị á, tại sao Phật không có dùng cái thước đo gì hết mà chỉ cần nhìn xuống là biết? Cho nên Ngài mới nhắc một câu là Ngài văn chỉ đạo lai trần thế,
cội trung ương nhằm đất nước Việt Nam. Chọn một chàng tuổi trẻ tục phàm, mượn tay gà tờ qua thằng Hà Bục. Như vậy thì thầy đã cho biết trước là nước Việt Nam chúng ta là nhằm cõi trung ương, cho nên sao sẽ có Phật tiên tại thế nghe quý vị. Vì ngài cho biết là hiếm có được Phật ra đời trước kia ở bên Ấn Độ là nước coi như là ở trung ương. Nhưng mà tại sao cách khoảng 2570 mấy năm nay là quý vị thấy rồi đó, là nó thuộc về ở Việt Nam. Cho nên là ngài nói là nước Nam Việt nhằm cõi trung ương là chỗ đó đó quý vị. Cho nên hôm nay chúng ta tin sâu vô cái chỗ là thầy đã tuyên đoán trước là diệt thiên cơ, khùng tỏ hết trơn, cho chàng hạ tường nơi lao lý nha. Vì ngài cho biết nè, là khùng toán biết âm dương kết liễu, khùng quyền cơ, khùng đạo Thích Ca. Cho nên thầy đã cho biết tỏ cho mình biết là hiện bây giờ đó, là ngài đã thố lộ cho mình biết những cái việc biến chuyển nó sẽ tới mà không thể nào ngưng được là do nơi chúng sanh mình tạo không hả quý vị. Tức là chúng ta tạo gây tội ác. Nhưng mà hôm nay chúng ta phải gắng cố gắng quý vị ơi, vì lần này là lần thứ chót rồi, mà lần này cũng là lần thoát trần rồi. Nếu không tu là không còn lần nào nữa mà tu quý vị ơi. Cho nên nó là nay tu phải lúc không chịu tu đó, đành trút linh hồn muôn kiếp sau cho mạt dùi chôn, dễ gì mà gặp cơn này nữa quý vị. Bởi cho nên lời Phật đã phân đoạn trước, đời này không còn được bao lâu sẽ là biển quá cồn dâu, dân gian khắp chốn mà thảm sầu như nhau, rồi nạn nhân tạo binh đao độc chất, rồi nạn yêu tinh bắt giặc loài người, rồi nạn nhiều ác thú ra đời mà nạn do thời tiết đổi giờ gây nên. Quý vị thấy cái cảnh biến chuyển nè, mà đã Phật đã nói trước rồi. 12 tháng mà còn mau tới thì tuần đời cũng chóng đổi thay, chữ phù dân của quý nay mai lưng với chuyện dời qua đổi lại. Cõi ta bà mấy ai tồn tại sống dư chầm như tuổi lao bành, đời hạ quân hay chết tuổi xanh như thợ trước nhang ngồi còn che. Miễn cho được ngày hai cơm té bụi bằng hàng đặng có tu thân. Như vậy thì chúng ta phải chịu cay đắng tu hành mới giỏi. Vì mình phải chịu cái cảnh là thà nghèo thanh hơn giàu mà trượt, lo dung chồng cội phước về sau. Như vậy thì chúng ta phải gắng cố gắng giống hiền xưa bây giờ mới tiễn nghe quý vị. Dốc chờ ngày bông chỗ thơm tho, tuy ngày nay chưa được ấm no sao được dựa nơi non nhiều thị. Thì hôm nay chúng ta thấy những cái cảnh thảm khổ bệnh đau này nè, mình nên phải gấp rút quý vị ơi. Bốn cái con biến chủng này quý vị thấy nó, cái tên nó là tôi là đọc qua sơ là những cái tiếng đó là tiếng là như viết là tiếng Anh tiếng Pháp gì đó ha. Thì quý vị là nghe cái tên là biết rồi. Thì như vậy là bốn con này là nó ăn vô gì. Bây giờ thứ nhất mình thấy vô phổi là nó nghẹt cái hơi mình, bóp ngay hầu họng chết liền ngay tức khắc. Rồi bây giờ nó vô tới tim mình là bắt đầu là nó ngăn mạch máu lại là rồi máu trào ra mà chết luôn chứ còn gì nữa quý vị. Rồi bây giờ tới bắt đầu nó vô tới gì gan mình luôn. Nó như vậy thì bốn con này đó, đó là con thứ ba, rồi con thứ tư nữa còn ghê nữa nha. Nhưng mà nói cho quý vị biết sẵn đây nói luôn, tức là trong bộ phận chúng ta mà cái món nào nó cũng xâm nhập được. Bây giờ tới thận nữa nè, thấy không? Tâm can tỳ phế thận đau hoài. Cho nên quý vị ơi, nó không còn gì mà tránh khỏi cái việc này hết. Nhưng chúng ta phải gắng ăn chay đi quý vị.
Tôi thì hôm nay cũng thấy cái màu nhiệm này, cho nên kể cho quý vị nghe là ăn chay nó rất là màu nhiệm. Vì á, nếu không màu nhiệm thì Phật đâu có chỉ mình quý vị. Tương dưa giữ phận cho tròn, cuối năm thân dậu mắt còn sẽ phanh. Cho nên cuộc đời này càng gắt lại càng gai quý vị ơi. À, như vậy là ngặt mái thiên cơ chẳng dám bài, rắn núp dưới hang coi ngựa chạy, mà khỉ ngồi trên ngọn ngó gà bay. Đông Tây trộn dọn trời che sát, mà Nam Bắc ê hề đất trở thay. Nhơn giặc mười phần hao bảy tám, thần tiên thấy vậy cũng trong mày. Bây giờ mình nói ra là quý vị biết cái người mà ăn chay được bao nhiêu quý vị. Trên thế giới này được bao nhiêu người, và tính tổng cộng cho quý vị dồn lại khoảng 7 tỷ mấy người quý vị. Nhưng cái chỗ một cái vùng xứ đạo, tức là cái vùng hòa hảo đó, mà cái tỉnh An Giang đó, theo như cái lượng người khoảng chiêu quý vị, cho trên nó là bị gì, trong 60 mấy tỉnh này mình tính bổ chung bổ đồng thôi. Bây giờ mình nói cái sự mà An Giang này chúng ta số đông lượng đông thì mình tính khoảng 3 triệu người. Nhưng mà tính ra ăn chay được bao nhiêu quý vị? Tôi cho quý vị là 1/3 của là cái người ăn chay thôi. Mà mình thấy hiện tại đó, bây giờ á, cái nhà mình mà mình giác ngộ mình ăn chay đó, mình kiếm thêm 10 cái nhà nữa, ở trên 10 cái nhà, ở dưới 10 cái nhà, coi có người nào ăn chay nữa không? Không có đâu quý vị ơi, rất là hiếm hoi lắm. Cho nên nó là sống trong thời buổi hiện nay, tu hành lạc chay ít người. Cho nên kẻ biết tỉnh hồi thật là của quý, vàng 10 khó soi. Như vậy là mình người ăn chay là của quý đó quý vị, là vàng 10 khó so. Con ơi đồng Phật toan lo, người nào chưa biết nhắc cho họ tường quý vị. Bây giờ mình thấy cái đời này mà mình nó là khổ não như gì nè, mình còn chần chờ gì nữa quý vị. Đây là ta bà khổ, mà ta bà lắm khổ cho mình biết những cái chứng bệnh này để chi? Để cho chúng ta thấy đó rồi chúng ta giác ngộ tu ăn chay đi, mình mới thấy cái con vi vút đó, cái con đó là biến chủng này nè, coi coi nó có xâm nhập mình được không. Đã Đức Phật đã dạy mình rõ ràng rồi. Thôi tôi tỉ sự cái nữa. Cái này đó quý vị, thí dụ một con cá nước mặn mà nó vô nước ngọt đó, nó lội vô nó chết không quý vị? Thấy không, con cá nước mặn lúc nào nó lội vô nước ngọt thì nó phải chết thôi, chứ không đường nào mà tránh khỏi chứ. Như vậy thì mình tin sâu vô cái chỗ này nè. Cái này là tôi nói cũng có nhiều lần rồi, nhưng mà quý vị là chưa thấy, chưa có tin. Bởi vì đời cùng còn chẳng mấy năm, khắp trong các nước thay nằm bằng non đó. Cha thì chẳng thấy mặt con, vợ thì chồng chẳng được còn tại gia. Mà quý vị thấy là cái cảnh là đời cùng là tu gấp kịp thì đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non. Phật thương bổn đạo như con, muốn cho bổn đạo lòng son ghi lời, để sao đến việc biết đời. Bây giờ chưa thấy, nói thời không tin. Vì vậy nói đâu có tin, bị không thấy không tin. Nhưng mà đây là mình lấy cái phần sự thôi. Cái phần sự là con cá mà nước mặn là nó lội vô nước ngọt thì nó ngẫm chứ có gì đâu. Mà cái bệnh này là cái bệnh biến thể, quý vị thấy tưởng đâu là nó qua rồi hả? Nói cho quý vị biết là đã lời Phật đã nói trước rồi, đã tiên tri cho mình biết là cái bệnh đau này cái khổ đà đi đến như tên rồi. Không thể nào mà ngưng được đâu quý vị à. Phải gắng cố gắng ăn chay đi. Cái này là mình nói thực tế luôn đó quý vị, không có nói xa vời gì. Lúc này thế giới bi ai rồi, chẳng nói vắng dài Phật nọ tức tâm rồi. Lần này là lần thứ chót rồi. Mà kỳ này là kỳ là mạt pháp đại xá rồi quý vị. Lực tu hành chẳng khó như xưa, tại gia tưởng niệm sớm trưa cũng là được Phật đón đưa rước về. Người sẽ được liên quê chở gót, lại còn thêm lộng phép che thanh. Lần này là lần thoát chặn, nếu không tu là không còn lần nào nữa mà tu quý vị ơi. Nay tu phải lúc, đi không chịu tu là đành chút linh hồn chứ không còn gì nữa. Như vậy thì quý vị biết á, là cái biến thể này á, là những cái con này á, nó không thể nào mà nó ngừa ai được hết trơn. Nhưng nói tới đây hơi lộ chút xíu cho quý vị nghe luôn, vì ngài cho biết là sau này đó, cái người tu đó nghe, là
biết ăn chay niệm Phật cúng lại làm lành đó, thì người tu thú ấy nó cúi đầu. Người không tu niệm thì ngõ hầu nó ăn chứ không còn gì nữa. Bây giờ mình tu là gì? Sửa trao tâm luyện tánh cho mình, chuyên lo niệm Phật sửa mình cho chân. Rồi mình thấy rõ ràng đó, giống như mình người hiền, người là làm tốt đó. Có khi nào ai nói nặng nhẹ mình không? Rồi người ta nói nặng nhẹ mình đâu có kênh, có mắng, có chửi lại gì không? Thì giống như vậy đó quý vị. Thì bây giờ mình tin vô cái chỗ này nè, thì bây giờ chúng ta tỉ sự cái phần đó, đó là mình thấy là cho nên chúng ta phải cần nên cố gắng ăn chay. Quý vị mình ăn những cái đồ, thôi bây giờ mình nói gọn, thịt thà. Tại sao ông Phật ông biết trước, ông nói thịt thà xương máu tanh hôi, cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn. Đức từ bi lòng hằng thể hiện, không sát sanh thì lòng thiện ta còn. Lạc chay tuy chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Quý vị tin sâu vô cái chỗ này, mình mới thấy được cái màu nhiệm của Phật Pháp. Mà màu nhiệm này không thể nào tả bằng lời. Sự nhiệm màu quyền bí tuyệt vời, ngoài người tỏ ngộ thì khó thấu. Chim khôn lựa cây lành mà đạo, người khôn tìm chánh đạo mà thờ. Đừng học theo những thứ bá dơ, mới có thể gặp cơ tỏ ngộ. Vì đời mạt pháp này mà quỷ ma rầm rộ, tìm Phật tiên đâu có phải dễ dàng. Người muốn tu thì phải kiên gan, mới có thể thòi lọc thao vàng cho kỹ. Tìm cho được thật chân đạo lý thì ngày kia mới phỉ lòng mình. Ráng cố gắng ăn chay nè, cúng lại nè, niệm Phật nè, làm lành nè. Như vậy thì quý vị mới thấy cái màu nhiệm này. Mà quý vị chưa làm, quý vị thường thường là nói ăn thua cái tâm tôi được rồi. Cái tâm tôi tốt, không làm gì ác là được rồi. Quý vị nói này, quý vị biết cái tâm của quý vị như thế nào không? Mà những cái người mà nói cái tâm mình không ác đó, mà quý vị nhìn lại coi mình ác không? Nói cái đứng đầu, cái sát sanh thôi là quý vị đã khởi cái tâm, còn đứng đầu là vàng phà nhà Phật cho biết là đứng đầu rồi đó. Vì là sát sanh là đứng đầu, giết sanh vật đầy lòng kiêu cách, tưởng rằng mình như thế là ngoan. Khuyên bá gia bá tánh diệt đàn, chớ sát hại mạng người như thế. Quý vị thấy sát hại mạng người chứ không phải chuyện thường nha quý vị. Chứ đừng nói quý vị nói tôi không có ác, không có là làm gì tội. Quý vị ăn người ta là quý vị đã là làm tội rồi đó. Mà quý vị nói tôi là người ta làm tôi ăn. Nàng, một việc ác nha, là một tờ giấy nợ à. Thân này chưa trả thì đợi thân sau. Giai bao thì chả cũng bao, xưa nay nhân quả lực nào nể ai quý vị, không nể ai chứ. Cho nên lực nhân quả thật là cao diễn suốt cổ kim, chẳng lọt một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí có ngày thông thả. Quý vị biết đó là do nơi cái bệnh này sanh ra, là do nơi chúng sanh chúng ta đó là tạo không à. Quý vị thấy con chó không? Khi mà nó ở trong chuồng mà những cái người đi mua chó đó quý vị, là nó ngồi nó rất là buồn, nó rầu rĩ lắm. Mà con chó mà nó ở ngoài nó rất là thông thả. Là nó ở trong chuồng là nó biết nó sắp chết rồi, nó ngồi nó buồn. Rồi quý vị thấy là con bò không? Khi con bò mà nó biết nó đưa nó lên chiếc xe rồi đó, là nước mắt nó ròng ròng xuống rồi đó quý vị. Con bò mà nó còn biết như vậy đó, nó là con vật, nó không có đầy đủ căn như mình, nhưng mà nó biết nó sẽ sắp chết. Rồi quý vị thấy những con heo á, mà nhốt trong chuồng mà vẽ số đó quý vị, vẽ những cái số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 đó, rồi nó biết rồi đó. Tới nó rồi đó, là nó cũng hiểu luôn rồi đó quý vị, là nó biết là nó sẽ sắp chết rồi đó. Rồi quý vị thấy con gà cũng vậy, khi mà người chủ mà nuôi nó rồi là khi mà cột hai cái giò nó lợi đó, mà bắt đầu á, thường thường ở nhà tối bữa nào cũng 4-5 giờ gái ỏ, nhưng mà bữa đó đêm đó bị bắt đem ra ngoài chợ để nằm gì đó, nó có gái nổi không quý vị? Đâu gái nổi, nó biết nó chết rồi. Những con vật này mà nó còn biết gì? Thú vật biết tu hành náo nức, còn người sao chẳng rứt hồng trần. Chúng ta là con người có 6 căn đầy đủ, tức là hiểu biết hết. Mà mình thấy
bệnh đau chết này nè, chúng ta cần nên phải giác ngộ tu đi quý vị ơi, không còn đợi gì nữa được, chần chờ e trễ kỳ thi nghe quý vị. Muôn thu thiên định khắc kỳ, hạ nguyên sắc lệnh khai kỳ long qua. Cái lần này là lần được ăn xá xả tội, mà chúng ta không chịu tu là phải uổng không quý vị. Xưa nay là không có mấy khi dương trần có Phật vậy thì xuống đây, vậy mà chúng ta còn chần chờ gì. Thấy người ta chết bệnh đau là chúng ta cần nên giác ngộ tu liền. Thì nói chung ra ai cũng phải có cái qua cái giai đoạn tuổi đời, cũng phải có cái mê nhiễm ghiền gì đó. Nhưng mà hôm nay chúng ta biết cái thân này là vô thường, là giả tạm, trong thời gian rồi là nó cũng sẽ hoại thôi. Thì chúng ta xét lại, ráng cố gắng để thức tỉnh tu đi quý vị. Bây giờ á, tại sao đó Phật mới lâm phàm xuống đây? Vì Ngài thương sanh chúng mới lưng chuyển kiếp đây nè. Thân ta dường thể như lương, cứu dân chẳng nệ nắng sương lắm đầu. Khổ khổ thương đời lưng chuyển kiếp, phong trần cụ lão chuyện người tu. Vì thương sanh chúng Ngài mới lâm phàm ở đây. Tại sao Ngài là một vị Phật rồi mà Ngài còn phải lâm phàm xuống đây, không ở ngồi nơi ngôi vị để hưởng quả bồ đề trường thọ, mà còn len lỏi xuống chốn hồng trần đặng chịu cảnh chê khen? Vì lòng từ ái chứa chan, thương tất cả chúng sanh, cho nên Ngài không có ngại để mà cứu độ chúng sanh quý vị. Thì giống như một người mẹ hay là người cha thương con, lỡ mà nó gây ra những cái quả tội phước gì đó thì cũng đâu có bỏ được đâu. Giống như Phật, chúng ta cũng có cái từ bi hỷ xả thương hết tất cả chúng sanh. Bởi vì Đức Phật, Đức Từ và Đức Bi, Đức Hỷ, Đức Xả. Đức Từ thì Phật đối với chúng sanh như mẹ với con, lúc nào cũng lo lắng hết lòng dạy dỗ, không nỡ để chúng sanh xa vào đường tại là tội lỗi. Đức Bi, nếu chúng sanh nào dạy dỗ chẳng nghe, làm điều độc ác để phải tội, Phật chẳng vì thế mà ghét bỏ. Đức Hỷ, thường thường an vui làm những việc lành, dầu gặp hoàn cảnh trái nghịch cũng chẳng vì thế mà sanh lòng buồn bã. Đức Xả, Ngài chẳng chấp một pháp nào trong thế gian, sẵn lòng lìa xa hết các nghiệp tiền trần, tha thứ thảy những ai tối tâm lầm lỗi, chẳng còn vướng víu chi với cuộc lợi danh tài sắc, nhìn cõi đời chẳng bao giờ sanh lòng liếng ái. Vậy cho nên niệm Phật là phải nhớ niệm cái bản lai thanh tịnh của Phật, cho lòng của mình được nương theo đó mà thanh tịnh và chẳng còn trượt nhiễm trần ai. Cần tu thập thiện thì sự niệm Phật mới có hiệu quả. Tu thập thiện dứt được thập ác, cũng gọi là tịnh tam nghiệp, tức là chúng ta không vướng vào 10 điều ác quý vị. 1 sát sanh, 2 đạo tặc, 3 tà dâm, 4 là lưỡng thiệt, 5 vọng ngữ, 6 ác khẩu, 7 nói dốc nói láo, rồi là 8 là tham lam, 9 thân nộ, 10 mê si. Cho nên trong 10 ác này chúng ta cần nên phải lọc lừa sàng sảy. Thì qua cái giai đoạn hôm nay để cùng với quý vị chia sẻ qua cái giáo lý siêu thượng của Đức Phật, Đức Thầy, Ngài đã cho biết cái bệnh đau bây giờ đó nó sẽ biến thể rồi. Bây giờ chúng ta cần nên tu cho gấp quý vị ơi. Bây giờ ông Phật không lẽ xuống đây ông năn nỉ mình quý vị. Nhưng mà ai ăn nấy no, đây là Phật mở đường cho mình đi thôi. Vì Ngài cho biết là nay rừng bụi có người mở ngõ, thì noi theo dấu thỏ đàn dê. Như vậy là mở cái ngõ là gì? Là đường lối của Phật chỉ đi đây. Đường dê là gì? Sĩ thỏ là sự tốt đẹp, dê là cái sự là hiền lành. Như vậy thì chúng ta nương vào cái giáo pháp của Đức Phật trên, thì nói Phật pháp cho kẻ có lòng mộ đạo, quy căn gây gốc thiện duyên cùng thầy tổ. Dưới dùng quyền diệu của tiên gia độ bệnh cho kẻ ít căn lành, nhờ được mạnh mà cảm lòng từ bi của chư vị giới trăm quan. Thảm thiết lê văn lầm than thống thiết, mà lời lành nghe tựa hồ như nhớ như quên. Nên kẻ xa xôi từ văn chẳng tới, người láng giềng tiếng kệ nhàm tay, kêu hoài mà không chịu thức tỉnh tu, thiệt là uổng cuộc đời quá quý vị ơi. Vì Ngài cho biết là nhân thân nan đắc,
kim dĩ đắc mà Phật pháp nan văn kim dĩ văn. Được làm người là khó nay được có, mà Phật pháp khó nghe nay lại được nghe. Vậy mà mình còn chần chờ. Phật đã cho biết là lần này là Phật đã xuống trần rồi, mà mình còn đợi gì nữa quý vị? Phải gắng cố gắng tu đi, ăn chay cúng lại niệm Phật làm lành đi quý vị ơi. Trước mắt chúng ta là thấy cái cảnh đau này nó sẽ đi đến nữa nghe. Tôi nói đây rồi quý vị sẽ nhìn thấy là nó đi đến hoài hoài rồi như vậy, là những cái biến chuyển nè. Tại vì mình không có thời gian để kể nghe. Sau này nghe quý vị, vừa có bây giờ nè, trước mắt nè, giặt dậy lăn xăng nè, có phải không? Lăn xăng giặt dậy rồi đánh nhau tầm bậy đánh nhau nè. Nước nào ở đâu đánh đó. Như vậy thì mình thấy rõ ràng đó. Là hiện bây giờ luôn là chúng ta thấy cái cảnh khổ như là coi như là không thể nào tả được đó. Rồi dặn nghèo thấy ngó dặn nghèo, nghèo người thác bá bèo người thác. Ở đâu tan nát đâu đâu, quý vị thấy cảnh khổ chưa? Cho nên chúng ta cần nên nhớ gắng cố gắng lo niệm Phật đi quý vị ơi. Khắp thế giới binh lương cụ túc, quyết tranh giành quyền lợi xé sau nhau, mà thương nhân sanh tuôn giọt máu đào lòng bác ái, động tình rơi nước mắt. Tiếng ai bi thở than déo dắt, mà khắp đông tây nam bắc chịu u sầu. Kẻ dư lương hiền chờ giọt mưa ngâu, người bảo ác thừa cơ nguy thủ lợi. Đây là cho quý vị biết đó là cái cảnh nè. Là mắt nhìn ngoại quắc thảm thê, rồi nam bang cảnh khổ cũng kề bên tai. Thì thôi qua cái lời chia sẻ hôm nay cũng gặp gỡ cùng quý vị cũng không biết nói gì hơn. Thì chỉ cùng nhau để chia sẻ qua cái giáo lý siêu thượng của Đức Phật, Đức Thầy. Ngài cho biết là ai lòng nhân hoặc chép hay in mà truyền bá đặng nhiều phước đức, hay là ai làm phước in ra mà thấy thì được nhiều hạnh phúc sau này. Và Ngài cũng cho biết là tâm sức nhỏ còn làm nên kén, người không lo có thẹn hay chăng, cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng với tín nữ thiện nam Phật giáo. Nên cố gắng trao thân dình đạo hiệp, cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Và kính thưa quý vị, thì hôm nay được may duyên chúng ta được gặp gỡ chia sẻ qua cái giáo lý siêu thượng của Đức Phật, Đức Thầy. Thì tôi cũng không biết nói gì hơn. Cũng cầu chúc cho toàn thể quý vị ráng cố gắng chuyến này chúng ta xét những cái bệnh khổ là như vậy đó. Thì hôm nay chúng ta cần nên phải giác ngộ tu hành. Vì Ngài cho biết là bệnh giới tử từ kim chí cổ sanh giới già, hai chữ hoài hoài. Đức Thích Ca xưa ở lầu đài nghiệm tứ khổ nên Ngài tầm đạo. Mà hôm nay lại là cái bệnh này là bệnh trời quý vị. Cho nên là mình nói đây nè, cái cảnh khổ là bệnh này là gặp ai đây quý vị? Gặp biến thước qua đà lấy thế rồi. Vì Ngài cho biết là cảnh thế tạo càng ngày thỏn mỏn, giống vi trùng thường đục phổi tim, đến cơn đau phương thuốc phải tìm, gặp biến thước qua đà lai thế. Tức nghĩa là gặp được cái giáo pháp của Đức Phật, Đức Thầy rồi mình nghe, mình sợ, rồi mình giác ngộ, mình tu đi. Thì tôi thì cũng có đôi lời cùng quý vị, mình ai cũng phải gắng cố gắng. Bây giờ nè, cuộc đời hồi trước tôi cũng có qua trải qua rồi đó quý vị. Ăn chơi cờ bạc rượu chè, bê tha điếm đàn đĩ thả văn văn, tất cả các cái mà bây giờ mình nghe tới cái giáo lý của Đức Thầy rồi, mình thấy quá siêu màu đi quý vị ơi. Làm đúng y lời chỉ đi, ngày rày gặp ta. Thầy nói ta bây giờ tu niệm tầm thường, sao danh thể xả hương khắp chốn quý vị. Thì thôi không thể nào nói hết được. Thì hôm nay cùng quý vị tôi cũng cầu chúc cho quý vị gắng cố gắng lo ăn chay và niệm Phật cúng lại làm lành. Đức Di Đà xem thấy xót thương sai chư Phật xuống miền dương thế, muốn tu tịnh ai đà gặp cuộc. Đức Di Đà truyền mở đạo lành,
bởi vì Ngài thương xót chúng sanh ra sắc lệnh bảo ta truyền dạy. Kiếm con hiền đức dắt về, về nơi cõi Phật Tây Phương an nhàn. Cầu cho già trẻ gái trai rủ nhau niệm Phật liên đài ấp lên. Và ước trăm họ nhẹ mình có cánh, đồng bay về cực lạc một đàn. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Và cũng mong cầu chúc cho toàn thể quý vị ráng cố gắng chuyến này ăn chay và cúng lại niệm Phật làm lành, để chúng ta vượt khỏi qua những cái bệnh, những cái con Covid và những cái con biến chủng. Thì quý vị thấy màu nhiệm là Phật Pháp rất nhiệm màu. Thì đến đây cũng xin dứt lời và cũng nguyện cầu ơn trên mười phương chư Phật từ bi gia hộ cho toàn thể quý vị được tinh tấn tu hành và đồng thành Phật quả. Nam Mô A Di Đà Phật. Và cũng xin đến đây dứt lời.